thưa quý vị theo hãng tin tass trong ngày 12 tháng 7 bộ quốc phòng nga đã thông báo về việc ukraine rút quân khỏi khu định cư urozhaine phía nam vùng donetsk cụ thể phía nga cho biết tại trung tâm urozhaine đối thủ đã không thể đứng vững trước các đợt tiến công của chúng ta và buộc phải rời khỏi vị trí urozhaine là khu định cư nằm giữa ranh giới donetsk và zaporizhia kể từ khi moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt khu vực này đã luôn là một trong những điểm nóng ở donetsk Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn làng Voskhod và đang tiến về phía Pokrovs, thành phố chiến lược cách Adivka hơn 20 km. Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga cũng đã đánh chặn 19 UAV được Ukraine triển khai ở vùng Kursk. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này phá hủy 10 phương tiện quân sự của Ukraine bằng máy bay tấn công không người lái FPV theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái UAV Zala trước đó đã phát hiện hơn 10 chiếc xe quân sự của Ukraine tập trung tại một khu định cư ở hữu ngạn sông Dnep, hướng Kherson. Thông tin về tọa độ mục tiêu đã ngay lập tức được chuyển về đơn vị trực chiến. FPV là viết tắt của First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, máy bay không người lái FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Máy bay không người lái FPV thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Hôm 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh Washington không cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Biden cho biết, liên quan đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chúng tôi chỉ cho phép họ sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên ngoài, khu vực gần biên giới nước Nga. Mỹ cho phép Ukraine tấn công vượt ra ngoài biên giới Nga, gần thành phố Kharkov của Ukraine. Ông Joe Biden lại phản đối yêu cầu của Ukraine nhằm tấn công mục tiêu của Nga cách xa tới hơn 400 km bên kia biên giới. Thời gian tới, Anh sẽ cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do nước này cung cấp. NATO cũng ủng hộ nỗ lực mở rộng phạm vi sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp của Ukraine, nhưng một số nước khác, trong đó có Đức, không ủng hộ hành động này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông tin nước này sẽ hỗ trợ Ukraine ở mức tối đa, nhưng không muốn có sự leo thang giữa Nga và NATO. Điều này đòi hỏi Đức phải thật sự khôn ngoan và rõ ràng. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Ukraine hối thúc Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ hạn chế tập trung chủ yếu vào những vấn đề NATO có thể đảm bảo đối với an ninh Ukraine trong tương lai. Ông Volodymyr Zelensky cho rằng hạn chế Kiev sử dụng vũ khí tài trợ để tấn công Nga là hành động điên rồ. Hồi cuối tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng không cho phép sử dụng tên lửa tầm xa. Điện Kremlin liên tục cảnh báo hành động cung cấp vũ khí cho Ukraine vì điều này có thể khiến cuộc xung đột leo thang hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, phản ứng của Nga đối với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là không cân xứng. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cho biết trên YouTube rằng quân đội Nga có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào của lực lượng vũ trang Ukraine do hệ thống phòng không của Ukraine đang suy yếu. Ông nhận định, giờ đây, người Nga có thể nhắm mục tiêu vào các vị trí trên khắp Ukraine vào ban ngày và gây thiệt hại to lớn cho người ukraine theo chuyên gia này hệ thống patriot có thể không hiệu quả do nguồn dự trữ tên lửa của lực lượng vũ trang ukraine đã cạn kiệt ông merkeris cũng không loại trừ khả năng điều này có thể là do quân đội nga đã vô hiệu hóa một vài trong số chúng ông kết luận trong hơn một năm nay người nga đã có thể phóng ngày càng nhiều tên lửa vào ukraine và ngày càng nhiều tên lửa này lọt vào được ukraine trước đó vào thứ hai bộ quốc phòng nga báo cáo rằng các lực lượng vũ trang đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm vào các mục tiêu quân sự ở ukraine đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định để đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự quân đội nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí của quân nhân thiết bị quân sự và lính đánh thuê ukraine cũng như vào cơ sở hạ tầng cơ sở năng lượng công nghiệp quốc phòng chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của ukraine Đồng thời thư ký báo chí của Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở xã hội. Theo thông báo được trang web president.gov.ua công bố, hôm 11 tháng 7, theo giờ The Washington DC, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Romania Klaus Iohannis đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác an ninh giữa Kiev và Bucharest. Một đoạn trong thông cáo viết, chính quyền Rumani sẽ chuyển giao một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, tiếp tục ủng hộ Kiev giống như những gì đã làm trong giai đoạn 2022-2024 và tạo điều kiện vận chuyển nhanh chóng các thiết bị cần thiết qua lãnh thổ của họ đến Ukraine. Thông cáo cho biết thêm, đặc điểm của thỏa thuận an ninh này là hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an toàn trong khu vực Biển Đen. Rumani sẽ giúp đỡ Ukraine trong công tác giả phá bom mìn ở Biển Đen, và cung cấp hỗ trợ thông qua các cơ chế của Liên minh châu Âu EU và NATO. president.gov.ua cho hay, tính tới ngày 12 tháng 7, Ukraine đã ký tổng cộng 23 thỏa thuận an ninh song phương với nhiều quốc gia và tổ chức phương Tây, trong đó phần lớn là các nước thành viên NATO. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 12 tháng 7, phó thủ tướng, bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất mà Australia dành cho Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga vào năm 2022. Cụ thể, trong gói viện trợ này, Australia sẽ chi tiền để hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không, vũ khí không đối đất, trong đó bao gồm cả vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác và vũ khí nhỏ. Đồng thời, Australia cũng sẽ ủng hộ một lô hàng gồm các đôi ủng, để các binh sĩ Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Với gói viện trợ vừa công bố, cho đến nay, Australia đã viện trợ tổng cộng hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó 1,1 tỷ đô la Mỹ là viện trợ quân sự. Ngoài gói viện trợ này, Australia cũng sẽ tham gia các sáng kiến của NATO về đào tạo và đảm bảo an ninh cho Ukraine với vai trò là đối tác điều hành. Trước đó, Australia đã tham gia đào tạo tân binh cho Ukraine tại Anh trong khuôn khổ chiến dịch Kudu.